Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình đang đi chiếc xe Hyundai Getz buổi tối rồi. Ở quê mình đây thì nó gần khu vực biển nên là cũng có sương mù. Đấy. Thời tiết mùa đông của miền Bắc thì chắc chắn rằng là đang mùa đông nó sẽ rét, và để mà mua một chiếc xe cũ thì cũng định hướng lên những cái chiếc xe mà nó lành, để anh em đỡ phải tốn những cái chi phí sửa chữa nhiều. Đó thì anh em cân đối thì mình cũng chia sẻ đến anh em, để anh em mua được những chiếc xe nó chạy ổn định, một chiếc xe cũ thôi nhưng mà nó phải còn chất lượng và đỡ tốn những cái kinh phí tiêu hao quá nhiều của anh em. Đôi khi là mua những con xe nó hỏng nặng về rất là vất vả. Để mà nói một chiếc xe, ví dụ như chiếc xe Hyundai Getz hoặc là một số dòng xe khác tầm giá hơn trăm mà anh em mua được con xe nó còn chất lượng một chút thì anh em chạy 10 năm nữa vẫn chạy ngon anh em nhé. Bởi vì thân vỏ của Getz nó khá là dày và nó ít mục mọt, trừ khi anh em nào ngày xưa chạy taxi quá là nhiều. Đấy, anh em chạy phơi rời phơi đất thì nó mới có cái vấn đề nhiều thôi. Đây thì ở ngoài trời sương mù nhiều nên là mình cũng đi với cái tốc độ nó hợp lý thôi. Đấy thì có một chiếc xe mà che mưa che nắng thì rất là yên tâm, khi mà đi đâu cũng chủ động, đi đâu cũng thoải mái và chở được 4-5 người. Đồ đạc thì xếp vào trong cốp của Hyundai Getz thì rất là rộng, không phải suy nghĩ gì nhiều. Đấy, cũng chia sẻ đến anh em. Có những anh em muốn mua một chiếc xe cũ nhưng mà rất là lo sợ. Và cái việc lo sợ đấy thì là đúng thôi. Bởi vì khi mà nhiều người là muốn mua nhưng mà không biết tìm đâu là xe của dân, rất là khó. Tại vì của dân thì sẽ phải là người ta chán thì người ta mới bán. Còn phần đa là chủ yếu là xe của thợ. Và người mới mua xe lần đầu tiên thì rất là sợ xe của thợ. Đó là cái điều đương nhiên rồi. Bởi vì nếu như mà anh em không tầm soát, không tìm hiểu thì mua một con xe về nó lỗi lên lỗi xuống rất là vất vả và tốn kinh phí rất là nhiều. Thợ thì nói thật ra thì cũng có những cái bác thợ có tâm. Thì thợ có tâm là thợ như thế nào? Là bác mua những cái con xe nó ở cái mức độ nó trung bình, nó không lỗi nặng, về các bác bán về cho những anh em, bán cho những cái bác dân dùng. Đấy thì những cái bác đấy là bác có tâm. Còn những cái ông thợ mà không có tâm ấy, hoặc là những cái ông làm ăn chộp giật ấy, thì mình cũng chia sẻ thật, đó là ông con nào ông cũng mua, con xe nát ông cũng mua, cứ rẻ là mua. Đấy, cứ rẻ là mua. Và khi đó có thể là người ta lãi rất là lớn, lãi rất là nhiều. Nhưng mà khi mà người dùng mà không biết, đặc biệt là những cái người mới mua xe lần đầu, thật sự sẽ rất là vất vả, quá là vất vả luôn. Bởi vì khi mà mua phải những cái con xe cũ nát như vậy, nó sẽ phải tốn rất là nhiều chi phí để sửa chữa, và đi nó cũng không chắc chắn. Đi nó lỗi lên lỗi xuống. Cho nên là mua những con xe cũ nát nó vất vả vô cùng. Thì cũng là một người đã tìm hiểu và cũng từng trải qua, chia sẻ đến mọi người, để những cái bác nào có thể là gần chỗ khu vực em, hoặc là kể cả những cái bác ở trong cuối khu vực, cuối miền đất nước, thì cũng lên tìm hiểu mua con xe nào thì mới mua. Mua xe càng đời sâu thì mình càng lên cân nhắc, càng lên chú ý kỹ lưỡng hơn, chứ các bác đừng mua qua loa. Đừng mua qua loa nhé. Đặc biệt là mô tô không nên mua qua loa. Nó không hề đơn giản đâu. Xe đời càng sâu càng nên xem tỉ mỉ chi tiết, càng nên xem kỹ. Còn những con xe đời 2-3 năm thì các bác lại xem nó nhanh hơn, chủ yếu các bác xem đâm va tai nạn hay ngập nước gì không. Chứ còn con xe được cả đời càng sâu, nó càng có nguy cơ là hỏng nhiều và nguy cơ phải sửa chữa rất là nhiều. Thì hôm nay thì đang thong dong với chiếc xe Hyundai Getz đây,
và nó phục vụ tốt công việc và đưa đón gia đình hoặc là như thế nào đó, chở người chở ấy, thì bây giờ em cũng rất là yên tâm có chiếc xe này. Tuy nó không nhiều tiền nhưng mà nó phục vụ tốt cho mình đấy. Thì cũng chia sẻ đến các bác về những cái điều mà mua xe cũ cần biết, còn chiếc xe này thì hiện tại thì đi tốt lắm các bác ạ, chắc chắn và yên tâm không phải lăn tăn gì khi mà chăm cơ bản và các thứ thì nó đi rất là chắc chắn. Chia sẻ mọi người, mà bây giờ em lên tới thị trấn rồi, thị trấn này khá là phát triển. Đây là thị trấn Cồn của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định các bác nhé. Lên đây thì huyện em thì có 3 thị trấn cơ. Thị trấn thì ok, rất là nhiều chỗ khu vui chơi du lịch ở ở tỉnh em rất là nhiều. Đấy, khi mà có chiếc xe này, khi mà mọi người chở gia đình đi đâu vẫn là cứ là ok đấy, và chiếc xe Hyundai này có thể chạy 600-700 km trên ngày vẫn bình thường và nó rất đầm chắc, cảm giác lái rất là ok. Thì hôm nay cũng tranh thủ đi ra ngoài đường tí, chia sẻ đến mọi người, chia sẻ đến anh em, chia sẻ đến các bác, để chúc mọi người mua được một con xe chất lượng, dù là không ghét thì các bác cũng mua những cái con xe kinh tế dễ nuôi nhá. Xin chào các bác và hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau.